sâu hơn bên ngoài, sâu hơn trong để nước trùng nhưng mà bên ngoài trùng, đúng không? Cười thôi, nhìn 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 cái cười này là quá đẹp. Cũng như là thôi, một cuộc sơ kiến thôi, đẹp không? Công nhận làm thì trông nó khác hẳn lên, nhưng mà chỉ tội cứ nó mòn cái gốc cái răng cũ quá, chân răng đẹp cũ chứ. Thấy nó bé quá. Cô mới về thì cô thấy cô bảo con kiểu này chắc nó nhanh nhanh gãy thì chết. Chân răng cũ vậy bình thường không cô? À. Hàm dưới mà. Cái hàm dưới cô thấy nó bé quá, xong cô bảo dưới nó bé sợ nó không được không chắc. Rồi giờ thấy sao? Thấy đẹp không? Được. Nhìn rồi. Chưa? Ừ. À, cảm nhận sao vậy? Công nhận cháu làm nói chung là cũng được. Đẹp chứ sao được, chỉ cái độ bền hay không sau này thì biết đâu. Bền chứ, chất lượng hay không. Bây giờ cứ cười thấy tự nhiên không? Bây giờ nhìn trong hình tự nhiên hơn trước, là trước nó răng cười mà nó thật, cái răng nó trắng, cái môi mình nó cũng khác. Đúng rồi, tươi hơn, nó không chứ bị không thâm. Phải như thế, cái môi của cô cũng như thế này mà cái răng kia cô thấy nó ghê, cái môi của cô nó thâm. Ừ, nhưng cái này chưa cần đánh ấy mà trong cái môi mình nó cũng khác hẳn lên, khác lên. Trẻ thì mấy tuổi chứ bộ, đúng không con? Tất nhiên rồi, cẩn thận chứ không ai làm đau này, này lại còn trông cái chân răng nó bé đi, mình cứ sợ nó. Cô để thấy nó kiểu như kiểu rấm rấm, kiểu rấm rấm, kiểu cháu như kiểu cháu mài như kiểu nó sợ, cô sợ nó không được chắc cái chân cũ của nó. Ăn uống vô tư sao chắc được. Thôi tạm vậy, khi nào lúc nào tính lại tính sau. Bây giờ coi như này là xong, bắt đầu là mình gắn luôn được không hay là lại phải mấy hôm nữa mới gắn? Mấy hôm nữa mới gắn cô, cũng tạm trước. Ừ. Tạm trước ăn ngay vô tư có à, cho nó cho nó đều chuẩn à? Dạ đúng rồi. Đó, hôm nay là như này à? Dạ. Không có gắn lại nữa không? Không, tí nữa gắn nữa chứ. Mới gắn cho đỡ mà. Tí nữa gắn. À. Nói chung là đẹp và vô tư rồi, tự nhiên cười tự nhiên hơn. Hả? Xưa giờ không dám cười, giờ trước cười tự nhiên cười. Cô trước không dám cười bởi cái răng xấu. Mấy đứa ớt sao giờ mày răng kỳ ấy, mấy đứa bạn chị ăn ớt sao giờ tao thấy răng mày sao giờ làm sao vậy, tao ngậm chán bây giờ tao bóng đánh bóng chả được. Giờ thì cười cô vô lên tư tận rồi. Sài Gòn đánh bóng đấy. Yeah. Con cô nó bảo cái hồi trước cháu chưa mở đây này. Yeah. Cô có thấy đâu, cách đây mấy năm rồi. Yeah. Cô lên Sài Gòn cô đánh bóng xong nó vẫn như vậy. Trong đánh bóng hết rồi phải cô? Thằng đến một tí nữa.